tới 8 lần. Thế nhưng mà điều đó thì không đồng nghĩa là vô lý khi mà có tới 4 người đã trúng giải đặc biệt. Bởi vì nếu như quý vị nhìn vào mức doanh thu hơn 10 tỷ đồng một ngày, tức là mỗi ngày ít nhất có 1 triệu chiếc vé được bán ra, 8 ngày thì đã là 8 triệu vé, thì xác suất trúng thưởng là 1 trên 8 triệu xảy ra liên tiếp trong tháng cũng không phải là không có. Do đó bài toán ở đây là bao nhiêu người trúng không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu người chơi. Và bây giờ quý vị hãy cùng nghe một chuyên gia về xác suất nói thêm về điều này. Khi người chơi bỏ ra 10.000 đồng tiền vé số, thì theo phép tính xác suất kỳ vọng, với mỗi gói giải 12 tỷ đồng, công ty xổ số chỉ cần giành lại 2.800 đồng là đủ để trả thưởng, còn tới 7.200 đồng là lợi nhuận giữ lại sau khi trả thưởng. Mình có dùng máy tính để tính ấy, thì họ chỉ bỏ có 2.800 đồng là để trả cho các cái chi phí liên quan đến giải thưởng thôi. Như vậy là có đến là 7.200 đồng. Như vậy là họ thu lại. Mà 7.200 đồng này thì họ có thể là bỏ lại một phần để cho tăng cơ cấu việc tiếp theo. Với lượng vé Mega 6/45 bán ra mỗi ngày hiện là hơn 1 triệu vé, tăng gấp 5 lần so với thời điểm 1 tháng sau khi ra mắt trò chơi này, thì theo chuyên gia xác suất thống kê, trung bình cứ 7 tới 8 ngày sẽ lại có người trúng giải đặc biệt. Nhiều người mua hơi biết đến mua hơn ấy, thì cái tần suất trúng nó sẽ còn giảm nữa. Sau đây ví dụ là lượng người tăng gấp đôi, lập tức nó có thể giảm xuống còn 4 ngày hoặc 5 ngày. Cũng theo chuyên gia, với tần suất trúng giải đặc biệt ngày càng rút ngắn, thì tâm lý người chơi xổ số càng háo hức, và theo đó, số lượng người chơi càng tăng đột biến, mở rộng thị phần xổ số điện toán.